họ làm ăn cũng thành đạt lắm. Nhưng có một lần họ lỡ sai quấy, là họ nói lời giả dối vì một cái món tiền tương đối cũng khá lớn. Họ nói lời giả dối để mong lấy được số tiền đó. Chỉ có một lần họ bị mất uy tín thôi, cái ông lấy được số tiền đó. Nhưng mà sau này thì cái tiếng tăm của ông bị mất đi, và cái sự nghiệp cuộc đời của ông từ đó nó cứ đi xuống, cứ đi xuống, đi xuống, đi xuống. Nghĩa là giống như câu nói là một lần thất tín vạn lần thất tín. Còn như Đức đã từng kể cho các cháu nghe câu chuyện mà cái đứa bé, câu chuyện này là nước ngoài. Đứa bé lúc còn nhỏ thôi mà bạn gớt một cái cây viết thôi mà bé lụm bé lấy, vậy mà ghi vào cái hạnh kiểm của cháu sau này lớn lên. Cháu học rất là giỏi và cháu thi đậu bằng cấp của đại học rất giỏi luôn, vậy mà đi xin việc làm không ai nhận. Cuối cùng thì có một vị kia nói thật cho người này nghe rằng là vì sao cái bằng đại học rất giỏi mà mọi người không nhận, vì cái hạnh kiểm khi còn nhỏ chỉ góp một cái viết lụm lấy của người ta, hạnh kiểm bị ghi vào từ nơi đó mà người ta nghĩ còn nhỏ mà đã có lòng tham gì, không chỉ lớn lên nên từ nơi đó mà đi xin đâu cũng không được nhận. Đáng sợ thì nên con người mà nói dối và tham thì cứ như xong rồi, cuộc đời họ sẽ khó có cơ hội thành đạt, khó có cơ hội thành đạt. Mà cái lời giả dối nó nguy hiểm, tác hại cho mình lớn lắm nghe. Như câu chuyện như Đức kể mà dưới quê, người ta đâu có biết đâu, cứ nhậu về bằng đêm la cơ khơ. Cái ông đó, ông nhậu về ông la cơ khơ, nhà cháy, cháy nhà, nhà cháy, cháy nhà, là khơ 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 khơ. Thì mấy lần người ta chạy lên người ta chữa cháy thì ông cười ngược lại người ta là giống như ông dụ được người ta. Vì đến khi nhà ông cháy thiệt, ông la quá trời la, chòm sớm nó ủa nay sao ông la dữ, thì vợ chồng nó thôi ngủ đại đi, này nó dối vậy lắm, gạt người, mấy lần đến có cháy gì đâu. Cuối cùng khi nhà cháy thiệt không ai đến, sáng mai thành đống tro, thấy không? Có nghĩa là cái lời giả dối nó sẽ mất lòng tin đối với mọi người. Mà một con người sống trong cuộc đời này mà người ta mất lòng tin đối với mình thì cứ như rồi xong luôn, mất lòng tin đối với mình là thua. Nên như Đức là chia sẻ cái lớp đạo làm con gì, bữa đó có nói mấy câu chuyện kể về mình hướng dẫn các cháu mà các con sau này lớn lên tuyệt đối không có vụ lợi, rồi không có nên dùng vật chất rồi chiếm hữu của cải người ta, hoặc là lúc người ta đang khổ cực, hoặc lúc người ta mà mình đi làm từ thiện đồ này kia, đừng có lấy cắp của người ta, mình giãn nít. Cuối cùng biết ai nghe cắt công đoạn đó, đắp mấy hình ca sĩ rồi vô. Có khi người ta coi người ta không biết cũng mang họa. Nó tự nhiên sao ông thầy này lôi tới ca sĩ ra chợ chợt, mà lôi mấy người nổi tiếng không nghe, làm mình cũng nổi tiếng ké. Lôi mấy người nổi tiếng hay không à, rồi lôi thêm một cái cô mà bây giờ cô ở trong tù, nổi tiếng nổi bật lắm luôn, lôi bà vô nữa chứ. Mình dạy với tụi con nít chứ mình có nó biết nhớ cái vụ đó đâu, biết gì mấy vụ đó. Tự nhiên cắt cái đoạn ngắn xíu xíu mình đưa mấy hình nó vô, ý là ông thầy này ông nói mấy người đó đó. Chà, ổ ghê. Không, cái vụ mà cắt khúc này nhà Đức nghĩ cũng nguy hiểm ghê luôn nha. Không khéo người ta ghét mình, nó nghĩ mình sao châm thọt người ta. Mà thật sự mình dạy mấy đứa nít, đây lớp đạo làm con mà công đoạn là lớp đạo làm con, cắt rồi đưa mấy tấm hình đó vô không, không biết ai luôn. Xin trời dưới đất gì mình cũng hiểu. Người ta không phải ác ý gì, người ta cũng mà một cái tâm dạy người thôi, nhưng mà làm gì không khéo mang họa cho ông thầy. Toàn đụng mấy người nổi tiếng không, xã hội người tiếng tâm lớn không á. Ừ, thấy không? Nên kệ, tôi cũng nói tên tuổi ai đâu sợ, nhưng mà làm gì nó không hay, nên đừng cắt khúc khúc gì nó không đặc biệt chút nào. Phật pháp mà mọi người có cái duyên thì nó nghe được.
Nên những đức thấy vậy tôi cũng làm hết lòng. Có ông thầy nào ông giảng pháp mà giảng 1 phút không? Tôi giảng 1 phút luôn á, 1 phút luôn á. Giống như đề sẵn á, đọc một cái giảng 1 phút, đọc một cái giảng 1 phút, đọc một cái giảng 1 phút. Quý vị bấm lên cái trang TikTok của chùa mình mà chân thành niệm Phật Vô Lượng Thọ đó. Giảng 1 phút không đó, không cần phải cắt luôn. 1 phút, 1 phút, 1 phút, 1 phút, 1 phút. Ngày nào cũng 2 buổi, 2 buổi bỏ lên. Mà nội dung đầy đủ luôn. Nghe nội dung đầy đủ, không có cần phải cắt. Đó là tại họ thích cắt quá, những đức giảng 1 phút luôn. Cho họ khỏi cần cắt nữa, lấy cái đó bỏ lên cái trang của mình giới thiệu đi. Đầy đủ nội dung luôn. Giống như 1 phút cũng là một buổi giảng. Ngồi, chú Hiếu, ông ngồi, ông cầm đồng hồ. Cứ là sắp sửa còn khoảng 5 giây nữa là 1 phút, đưa tay lên cái kết thúc. 5 giây 1 phút đưa tay kết thúc. 5 giây 1 phút đưa tay kết thúc, cứ là những đức giảng vậy. Còn 5 giây là đưa tay là kết thúc buổi giảng 1 phút. Có nghĩa là kết thúc trong vòng 2 giây kết luận câu chuyện luôn. Mà mình cũng biết, mình đón được 1 phút rồi. Nên mình giảng sắp sửa đến thì mình biết liền là sắp sửa kết thúc. Ông vừa đưa tay là kết thúc. Chia sẻ một pháp cho thành chuyên nghiệp quá, kinh quá. Nên từ nơi đó mà cái việc mà hướng dẫn Phật pháp, bây giờ mạng truyền thông phát triển, cái việc mà cắt gọt này cũng nguy hiểm thiệt. Có những buổi giảng mà từ thời Năm Thìn Bảo Lục gì thế nhỉ, hồi xưa mình giảng nó cũng cao tay, bây giờ người ta mới đem ra lại, đem bỏ lên lại, mà tôi coi đông thấy sợ, mấy chục ngàn người không. Nên mấy cái lúc giảng ngày xưa, bây giờ giảng là nó dịu lắm, vui lắm. Hồi xưa giảng nặng căng mấy vị. Đó mà một số người ta coi lại, người ta cũng bực bội mình. Mình cũng mệt chứ, người ta chứ giảng đâu, hiểu không? Nên từ nơi đó mà tất cả các cháu nhỏ ngồi đây, các con nhắc nhở, các con được sự nhắc nhở xác thực nhất. Bây giờ cháu nào ở đây mà mình thường nói lời giả dối, các con xem lại sửa đi. Nãy như Đức gặp thằng trai, Đức nói câu này, con nhìn thông minh nha, mặt sáng đó. Mà nghe nói mẹ nói ở nhà con chơi game rồi giờ giảm rồi đúng không? Nó già lúc này con giảm lắm thầy. Như Đức nói, con nhớ nè. Sao con dành chút thời gian đó con phụ mẹ cha dọn dẹp nhà? Làm gì phụ mẹ cha con còn có phước hơn. Tự nhiên con đi chơi game chứ dành thời gian nhiều cho nó làm chi? Bấm điện thoại nhiều sẽ không thông minh. Không thông minh đâu. Bấm điện thoại nhiều sẽ không bao giờ thông minh. Cái đứa bé mà nó cầm điện thoại nó bấm suốt luôn, đứa bé gái này xấu. Xấu. Khi bấm điện thoại mình mà cầm mình bấm chút là cái mặt mình đưa gì nè. Con mắt mình mở ra quá, cái ánh sáng nó làm cho mắt bị ảnh hưởng. Rồi xong bắt đầu là một chút là cái mặt mình nó teo lại. Rồi nó căng thẳng thần kinh. Từ nơi đó mà cái tuổi mà nó đang phát triển của các cháu á, mà nó không có được những thời gian nhân sinh, không có thời gian tu phước duyên á. Phước duyên á giống như là năng lượng vậy đó. Cái đứa bé mà tăng phước duyên là đứa bé này nó lúc nhỏ nó xấu mà lớn lên nó càng lớn càng đẹp à. Càng đứa bé mà nó hết phước là nó càng ngày càng xấu lại đó. Nó giống như nó giảm phước là nó giảm năng lượng là nó xấu lại, không có giảm đâu. Nên từ bữa đó mà các cháu á, muốn mình đẹp á, các con nhớ á, là các con tu phước từ cha mẹ. Ở nhà mình rảnh chút á, mình phụ dọn dẹp. Những gái mà trai cũng dọn dẹp được nữa. Tập hỏi mẹ, mẹ chỉ cho. Ví dụ như thấy mẹ buôn bán cái gì lỡ, mình coi có đồ đạc buôn bán mà ta lấy đồ, người ta xốc đồ lên, mình lỡ đồ nào mà để ngăn nắp theo đồ nấy, con gái mà vậy sau này nó tỉ mỉ dữ lắm. Nếu mà nó siêng là cái gì nó cũng giỏi. Ngộ nghe, con người mà siêng là cái gì cũng giỏi nghe. Không, mà con người mà siêng năng á, là đi đâu cũng không sợ bị mai một, đâu cũng không sợ bị bỏ rơi chứ. Con người mà làm biếng là ta gặp mình ta sợ lắm. Nhất là mình ăn thì mình thích ăn nhiều, mà làm thì không chịu làm, này mới chết nè. Bây giờ con mình mà đứa nào quý vị mà coi đi, đứa nào mà nó ăn thì nó ăn dữ lắm nghe. Ăn là khỏi cần kêu nó cũng chạy tới nữa. Còn làm mà kêu muốn chết luôn nó không chịu lợ. Là quý vị biết đứa này sau này bị nó ghét à. Ai mà không ghét, bản thân mình gặp người đó mình cũng ghét nữa. Tại con mình thương mình chiều chuộng thôi. Chứ thật sự mình thấy ai vậy là mình không ưa rồi đó.
Ví dụ như mình ăn mình cũng nhanh thì làm mình cũng phải nhanh. Người ta hỏi, ủa sao mà ăn nhanh quá vậy? Tại tôi làm nhanh. Tôi làm nhanh tôi phải ăn nhanh để cho nó có năng lượng, có sức để tôi làm nhanh. Hiểu không? Còn nếu mà mình ăn thì nhanh mà làm thì chậm, mình thua rồi đó. Bây giờ tất cả các cháu ngồi đây, các con coi lại coi. Thí dụ như bây giờ cha mẹ mua bánh đồ gì, đem đồ ăn đồ gì nghe. Chạy lại, trời ơi, chạy không ai chạy bằng. À, trời. Vù là vớt cái bánh liền. Nhưng mà làm thì đi chậm rì, đi sau lưng không à. Khi mà Sư Phong làm thì đưa tay lên. Còn ăn thì còn làm thì không muốn ta thấy. Đó là vợ lắm, tệ lắm. Gái mà đừng có để tệ quá. Bây giờ mà các con mà không biết lau cái nhà thì sau này người ta sẽ chửi mình vì cái chuyện lau nhà dơ. Nên mùa hè năm nay vô đây tôi bắt lau nhà, tôi bắt lau từ sáng tới chiều. Lau hoài vậy đó, thử rồi. Chuyên nghề luôn. Năm nay nghe vô đây tôi bắt nè, lau nhà, tôi bắt dọn đồ nè, tôi bắt dọn sắp xếp nè, đồ tôi xốc ra hết. Rồi tôi bắt sắp lại, sắp mà không ngay ngắn tôi quýnh cho mà thấy. Cho mà biết. Nhỏ gái. Thấy không? Rồi tôi làm mà giỏi, tôi thương thì tôi làm đồ ăn cho ăn. Làm đồ ăn ngon cho ăn luôn. Mà nói rồi đó, mấy mùa hè mà ở đây đó nghe, là xong là về đẹp lắm. Mà về nhà một tháng sau là xấu lại à. Nó vô đây mùa hè vô đây là đẹp lắm, bạn bè gặp là thấy đẹp lắm. Mặt mày tròn do, mập mạp lên. À, tại vì sao không có cầm điện thoại. Nên những đứa nói bé gái nào mà muốn đẹp mùa hè vô đây. Ngoan ngoãn nghe lời rồi dạy cho, rồi trong mùa hè là phước báo tăng lên liền. Tháng hai tháng là đẹp lên liền, cao lên. Buổi sáng tôi bắt chạy vòng vòng chùa. Thấy không? Mà cái mùa hè năm nay mình thiết kế cách tu là lạ chút. Ví dụ như những đức bắt cái điệu niệm Phật, những đức thu âm. Ví dụ như giống chạy hành quân á, bắt vừa chạy mà vừa niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nghĩa là chạy á, vừa chạy mà vừa niệm kiểu hành quân quý vị, hành quân á, giống hành quân mà người ta niệm, lấy cái điệu hành quân của người ta mình thu lại cái điệu niệm Phật. Thì tự nhiên bắt nó chạy buổi sáng. Trong mấy tháng hè này sức khỏe, rèn luyện sức khỏe. Ở nhà không có chạy được, không có thời gian chạy. Vô đây buổi sáng tôi bắt chạy. Vừa chạy vừa niệm Phật, dùng cái cách chạy niệm Phật để thế điệu, niệm địa chung với lễ Phật luôn. Buổi sáng chạy. Dịp hè là các con đẹp liền, chắc chắn các con rất là đẹp luôn. Nó, bé nào muốn đẹp thì vô đây. Nó, rồi mấy thằng trai quanh kia, những đứa cũng tập khóa tu cho nó vậy thôi. Nó cho đá banh nguy hiểm quá, bắt chạy, chạy để niệm Phật. Nó, thấy không? Tự nhiên rèn liền trong mấy tháng là về khỏe liền. Nít mà, con nít nó đang phát triển mà nó được thao tác á, thì tự nhiên cơ thể nó sẽ đẹp. Cơ thể nó đẹp. Nên từ nơi đó mà mùa hè vô đây á, nào là tôi tập cho có phước duyên nè, rồi á, buổi chiều tôi nấu đồ ăn cho ăn, còn mà không ngoan á, tôi cho ăn muối cục. Chưa. Không, những đức á, thương là thương á, ngồi lì là những đức la dữ lắm á, la quê luôn á, mắc cỡ luôn á, vậy đâu nghe. Nên từ nơi đó mà xem lại coi, mình đến nay học cái lớp đạo làm con hoài á, mà chỉ dạy có cái chuyện mà đừng có nói lời giả dối, coi có làm được không. Tập đi để sau này thành đạt. Nói lời giả dối sau này ai mà thương, ai mà ưa cái người nói lời giả dối, gạt người ta là không có hay đâu. Mẫn nít mà, thấy không? Rồi tham, đụng ai rớt cái gì lụm lấy, đem bỏ túi cắt riêng. Hoặc là đi mua đồ cho mẹ cha mà giếm tiền để đi chơi. Cái này là tệ, tệ dữ lắm luôn, tổn phước dữ lắm luôn. Cha mẹ thương mình quá, mà bây giờ đi hỗn với cha mẹ là nó phản ngược. Thí dụ như bây giờ á, các con nằm vai trò là cha mẹ đi, mà thương con quá trời thương, bây giờ con mà nó hỗn với mình ngược lại thì mình đau lòng cỡ nào chưa.
Nên cái nghiệp duyên quay lại nó làm cho mình tổn phước báo lớn vậy lắm. Nhất là người ta càng thương mình chân thật chừng nào mà mình càng làm tổn thương người ta thì mình càng tổn phước nhiều chừng này. Thí dụ như mình bất hiếu với cha mẹ mình tội nặng nhất. Mình bất hiếu với, mình hỗn với cái người lớn đáng tuổi cha mẹ mình, tội không nặng bằng bất hiếu với cha mẹ mình, nhưng cũng là tội rất là lớn, đúng không? Ví dụ như mình bất hòa với anh em mình, tội nặng hơn là mình bất hòa với bạn bè. Thấy anh em ruột, bạn bè là cái duyên kết bạn, nên nó xa hơn là anh em ruột, hiểu chưa? Nó phải nhớ nguyên lý. Mà ví dụ như mình mà hiếu với cha mẹ mình là mình hiếu với người lớn tuổi à. Mình hòa thuận với anh em mình, nhất định mình sẽ hòa thuận với mọi người. Nên nó từng trước những đứa có nói câu nói rất là hay là cái quy tắc sống của các con tập tập từ trong gia đình mình mà ra, chứ đừng có nói đi đến với người khác. Tập từ trong gia đình mình mà ra để sau này cái nhân cách đó ai cũng thương, cái nhân cách ai cũng thương. Có một cái cô bán nước ép trái cây ở ngoài đường. Có một lần những đứa đến mua con heo này nè con, heo này à, đúng rồi. Xong rồi lại mua heo rồi cho mấy cô mình lựa. Nhà Đức vô tặng máy niệm Phật cho cái người bán đồ đó. Rồi tự nhiên nhà Đức ghé ngang cái chỗ bán nước ép trái cây, gặp sư cô, tặng máy niệm Phật cho sư cô. Nhìn qua gặp cô đó, nhà Đức tặng cô cái máy niệm Phật, còn hứa tặng cô tượng Quan Âm Bồ Tát thờ người chăn vô cái quán bán nước ép trái cây nữa. Bắt đầu là cô ép nước trái cây, cô cúng dường hết. Mỗi lần những đứa cứ ghé cái là nhất định cô cúng dường, ghé cái cúng dường, trả tiền cỡ nào cô không lấy chứ. Nghĩa là cổ rất là vui mà nhìn cô không có đẹp đâu, cô không có đẹp gì chứ, nhưng mà cổ rất là vui, nhìn rất là hoan hỷ luôn. Nhìn một lần thôi là thấy tự nhiên có cảm tình, thích. Hồi nãy những đứa đi qua bên kia ghé nghe, những đứa kêu mấy cô vô mua người ly nước ủng hộ cô đó. Nói kỳ này mua thì phải trả tiền, chứ cô cúng dường là lần sau nghỉ ghé luôn. Thấy không? Có nghĩa là người ta đã thích mình là thấy người ta thích ủng hộ mình chưa? Thích mình là thấy ủng hộ mình liền à. Nên cái duyên mà của cái tính tình mình mà rộng rãi đó quý vị sẽ có khi quý vị sẽ bất chợt, quý vị sẽ lãnh nhận được một cái điều rất là lớn lao trong cuộc đời. Bởi vì không ngờ được luôn. Khi quý vị rộng rãi đó là người ta đã có một cái cảm tình nghĩ đến quý vị cái gì đó. Mà quý vị không có biết người ta đang nghĩ quý vị cái gì đâu. Nhưng mà người ta nhìn thấy mình nghèo, thấy mình khó, người ta đang nghĩ rằng nhất định phải giúp cho cái người này làm ăn cái gì. Tại vì thấy người này mình dễ thương quá. Thấy chưa? Người ta đang nghĩ trong tâm người ta điều đó đó. Mà mình không có bao giờ mình đi suy nghĩ cái chuyện giúp người ta mà cầu người ta trả ơn gì đâu. Nhưng mà lạ thay là người ta đang nghĩ điều đó để giúp mình đó. Tại vì sao? Vì người ta thương mình. Người ta thương mình, người ta suy nghĩ người ta giúp mình à. Nên con người mình nghèo cho sạch rách cho thơm, mình sống làm sao để cho người ta thương mình thì mình có cơ hội sống. Còn mình sống mà không ai thương mình thì mình chỉ có con đường không có đất dung thân. Dù là trời đất bao la nhưng không có chỗ cho mình dung thân. Một là gì? Một cái tính con người phản bội, thấy tiền quên nghĩa. Thấy không? Nhớ nghe con, thấy vật chất tiền bạc danh tiếng mà quên đi cái đạo nghĩa làm người. Con người các con sau này không có đắc dung thân đâu. Không có đắc dung thân đâu. Nhớ đó. Đạo nghĩa nó mới có tiền. Mà mình thấy tiền mà quên đạo nghĩa là mình sẽ mất sạch. Mất sạch luôn. Ví dụ như mình đừng có bao giờ có cái tính là mình gặp ai ta giàu hay gì cái là mình thích thân cận. Đừng có tâm đó. Người ta thích thân cận với mình chơi với người ta, chứ mình không có nghĩ người ta giàu mình thân cận. Người ta giàu là chuyện của người ta, chứ không phải là người ta giàu mình đi thân cận người ta cho mình được cái gì. Mình chỉ cần sống có nhân cách, có đạo đức, người ta sẽ giúp mình còn hơn nữa. Còn mình mà sống mà mình có dụng ý, người ta giàu người ta cũng thông minh, người ta hiểu. Khi người ta hiểu rồi người ta không có cho mình đâu, mà có cho cho nó có chút xíu à. Còn mình mà sống chân thật, sống nhiệt tình thì các con, là người ta cho các con là cho cái gì? Người ta cho cơ hội á. Cơ hội nó còn lớn hơn người ta cho tiền. Người ta cho mình cơ hội á. Ví dụ người ta cho mình cơ hội làm cái gì đó, tự nhiên mình thấy mình được lợi ích liền, mà lợi ích hoài luôn, nó lâu dài luôn. Còn người ta cho mình tiền mình xài hết trơn, người ta không, mình không có cơ hội.
Thí dụ như mình rất là nghèo, nhưng mình rất là chân thật, mình rất là nhiệt tình. Nhớ nè các con, sau này lớn lên nhớ nè nghe. Các con biết con người ta thất bại nhất là cái gì các con biết không? Là con người ta không rõ ràng về tiền. Không rõ ràng về tiền là sao? Thí dụ như ông chủ đưa tiền cho các con mua cái gì các con không chịu cầm hóa đơn gì, các con không rõ ràng, các con không trình rõ ràng. Hoặc là các con cầm tiền đi mua, mua xong gì các con lại bỏ qua thời gian một đêm, một ngày các con mới đưa tiền lại. Đây là một hành động mà các con sẽ bị mất uy tín. Nhớ đó, đây là kinh nghiệm dữ lắm nè. Khi mà người ta đưa tiền mình đi mua cái gì gì, mình trình, mình cặn kẽ từng chút, từng chút, từng chút, từng chút, làm cho người ta phiền luôn á. Mình cặn kẽ từng chút rồi đeo hóa đơn nè, cái này nè. À, còn hồi nãy mua này kia đều rõ ràng, trình cho người ta nghe. Khi trình rồi nghe các con, người ta thấy các con, người ta để ý liền. Này thật, chân thật quá. Bây giờ phải tạo điều kiện gì cho người này phải nâng cấp lên công việc. Đó. Là cái cơ hội mình lớn, thiệt là lớn luôn. Đừng có bao giờ cầm tiền, cầm của gì của người ta mà đi cầm qua đêm nghe. Người ta nói mình ham đó. Ta nói mình ham gì sao, người ta không cho mình cơ hội nữa gì sao. Người này có tâm ham thì người ta đưa nữa sợ mắc, nên người ta không có đưa. Ồ, những bài học này nó quý gì đâu. Nó thật sự nó quý gì đâu. Ngày xưa những đức tham, quá trời tham luôn mà không có được một cái gì. Nhưng mà từ khi những đức đi tu, tự nhiên vô chùa, tự nhiên những đức suy nghĩ rằng vô chùa tiền làm cái gì mà tham. Nghĩ gì nên nào đó mà những đức kể câu chuyện các con nghe thấy không? Cái câu chuyện nó đúng là nó tự nhiên ghê, mà bây giờ mà thấy ra đúng là một bài học. Cái cô kia cố đem 10 cây vàng đến cúng dường cho một vị thầy. Rồi, nhưng mà cô đưa những đức để đưa cho thầy, những đức nói không. Để tôi điện thoại cho thầy rõ ràng, tôi hỏi thầy. Xong rồi cô nói chuyện với thầy, cô cúng cho thầy, tôi là người cầm giùm. Rồi xong tôi đưa cho thầy, cô phải nói chuyện với thầy rõ ràng. Rồi xong rồi những đức điện thoại cái đưa cho cô nói chuyện với thầy. Nói chuyện với thầy xong rồi, cổ đưa những đức là những đức cầm giùm và truyền tay qua cho thầy. Không ngờ luôn, những đức không ngờ rằng là cái số vàng đó sau này bả đi đòi. Rồi nếu những đức cầm là tiêu rồi trời. Tiêu rồi. Cái bà đó bà đi đòi mình rồi. Cuối cùng ai đâu cầm mà mình bị dính đạn. Không ghê lắm. Nên những đức nói các con á, con người mình á, cái cơ hội nó lớn hơn là do người mình đừng có bị danh lợi che mờ lý trí. Nhớ nè, thí dụ như cho mình đứng tên đất đai nhà cửa. Ôi chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu các con à. Mình chân thật mình đứng giùm cho người ta, chứ mình có lấy được gì đâu. Đâu có lấy được gì đâu mà cái là hư danh. Chính bản thân những đức nè, ngày xưa ở một ngôi chùa đầu tiên, những đức đứng hết trơn luôn. Xe cộ đất đai mua quá trời luôn, những đức đứng quá trời luôn. Khi những đức đi xuống đây, trời thời gian đi sang tên muốn chết luôn. Những đức nói trời ơi, vì sao tôi sợ vô này quá. Nó khỏi mệt quá mệt. Nó có được cái gì đâu mà nó mệt ghê. Thấy chưa? Nên con người cơ hội mình còn lớn hơn nữa. Thôi con không có đứng tên, tôi không có đứng tên. Ai đứng đứng đi. Nó ủa mày phải đứng. Không đứng. Tự nhiên ta bắt mình phải đứng, tại vì mình chân thật, người ta thích vậy đó. Chứ đâu phải cho người ta đứng này kia mà ai cũng cho đâu quý vị. Nhưng mà quý vị quá chân thật, cái gì người ta muốn đưa mình, nhưng mà mình mệt mỏi lắm. Thấy không? Chân thật thấy đặc biệt chưa? Còn không chân thật muốn cũng không được luôn, không cho luôn. Ở ngoài đời mà cho đứng tên nhà cửa xe cộ vái thích hơn cái gì, đừng nói chuyện chơi. Chuyện chơi cái đó cũng là một cái hư danh, cảm thấy mình mình cũng được đặc biệt ghê. Đứng trời ơi, đứng giấy chứ đứng cái gì, thấy không? Đó các con nghe điều này, nghe nhớ cả đời đó nghe. Không nhớ thì thôi. Tôi thành công rõ ràng là từ tập lại. Ngày xưa tôi ngoài đời tôi tham, tôi ham đủ thứ, không có được cái gì chứ. Vô trong đạo rồi tôi học Phật pháp, tôi thấy rõ ràng luôn, điều chỉnh cái đó lại tự nhiên số mệnh của mình thay đổi liền. Điều chỉnh cái tâm tham, số mệnh thay đổi liền. Đừng có nói không tham lấy gì ăn, bậy. Có ăn chút à. Khi mà nó không có tâm tham tùy tiện thì con người mình sẽ có rất là nhiều. Thay đổi số mệnh chắc chắn 100% luôn. Nên các con nhớ nè,
Đối với anh em các con không tham thì người ta giàu sang, người ta nhìn các con càng cao hơn. Còn đối với anh em mà tham, người ta nói ô cái thằng này con nhỏ này, anh em nó còn tham nó giật của kìa. Chứ đừng có nói chi mà cái chuyện mà đưa tiền bạc cho nó, hiểu chưa? Mình lại mang tiếng cả đời mà lại tổn phước, mà lại không được ai tiếp nhận nữa chứ. Đối với anh em thích không? Ừ lấy đi. Cái số phận có phần thì tự nhiên có phước thì có phần, có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Không có phước thì không có, có phần đi ăn cắp ăn trộm cũng bị nó quýnh bắt lại nữa. Nên cái chuyện mà hiểu nguyên lý rồi đố mà đi ăn trộm của người ta đó, không ai dạy gì đi ăn trộm của người ta làm gì đâu, 100% luôn. Mình nói chỉ có một lòng tham nho nhỏ thôi mà có những người tiếng tâm người ta phải bị bể tiếng luôn, vì cái lòng tham vô lý, nghĩ rằng không ai biết. Vậy mình đã tham thì thế nào cũng bị biết à. Đó là một cái tật xấu, bỏ đi. Lòng tham là một tật xấu, bỏ đi. Các con biết rằng những Đức là người lo cho chùa đông người gì, mà các con biết rằng cái thời gian những Đức đi tu mười mấy năm nay mà toàn cầm tiền không. Vậy mà những Đức chưa có dính cái chuyện mà lãng quạng tiền bạc đó nghe, mười mấy năm rồi đó. Chứ đa phần là sớm muộn gì ai cũng có dính à. Tại vì sao? Vì thế nào cũng bị dính gì tiền bạc à. Còn những Đức là nó thật sự, những Đức làm gì Đức nêu lên à, vậy đó ai làm thì ta làm, không làm thì thôi. Chứ cái việc mà nói là mà những Đức xin trực diện người đó không có. Nên những Đức mở yên đường chỗ nè. Tại vì người ta tự cúng nên những Đức không có dính vô cái chuyện mà mình đi xin cái tên tuổi người ta. Nếu mình điện cái tên người ta là mình dính là khi người ta cần cái gì là người ta kêu mình đi mình phải đi. Tại vì sao? Vì mình nhờ người ta nhờ mình phải dính. Nó có qua có lại nha. Còn bây giờ những Đức đâu có dính cái vụ đó đâu, nên đâu có ai kêu những Đức đi đâu được đâu. Hiểu không? Đâu ai kêu đi đâu được đâu. Nên cái việc mà an vị Phật thì những Đức cũng chỉ Phật tử nhà tự làm. Mà chỉ là dễ làm được nữa chứ. Ngộ không? Làm được. Dễ làm quá trời mà. Cứ lễ bằng thờ là an vị Phật rồi. Còn bằng thờ trang trí thì cứ nhìn đi mà làm đi. Hiểu không? Đó, nên những Đức mà ở chùa luôn được, tiện ghê. Không mà nhiều người ta cũng tin mình, nên mình mới có thể nuôi chúng được ngàn mấy trăm người. Thật sự ta tin những Đức nhiều lắm á. Nên những Đức mới nuôi chúng được ngàn mấy trăm người đó quý vị. Chắc chắn luôn. Nên mấy cháu nhỏ nè, những Đức dạy các con nè, các con hãy sống thật lòng với các con. Dù sao này mình có nghèo cỡ nào nghèo nhưng các con sẽ vui lắm. Con người chỉ có ba buổi cơm mà bắt ăn chi các con. Đi ăn chợ ăn cắp của người ta mình cũng sợ quá trời, sợ ta biết được. Giống như có cái thằng đó hồi xưa dưới quê, nó bắt một con gà của người ta nó luộc ăn, mà xong nó rủ nguyên nhóm lại ăn, thằng nào thằng nấy ăn, đi lụm lông gà không để cái lông măng rớt lại, sợ người ta đi kiếm gà ta thấy cái lông măng á. Cuối cùng người ta bắt mình. Nên trầu ăn gà mà sợ muốn chết. Cứ gấp cái miếng thịt gà lên mà cứ nhìn phía sau, hè sau lưng được nhìn. Bây giờ mình đi tu mình hiểu thì ra là tại ơi. Kiểu mình sống giả dối sợ vậy ơi. Thấy không? Rồi phải chi thà cái đó, thà mình ăn đậu hũ còn yên tâm hơn. Đậu hũ còn yên tâm hơn, mà xưa không biết tu. Dễ gì chịu gì. Có vớt liền dễ gì. Đâu có chịu tha đâu. Nhưng mà bác an ngon là được à. Nên đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn. Mình nghe đạo mình mới thấy đúng là hay ghê. Nên những Đức nói rằng con người chúng ta hơn những cái hạng hạ cấp là do chúng ta được tiếp nhận giáo dục quý vị. Được tiếp nhận giáo dục nó mới được gì. Nên con người hạnh phúc lớn nhất là được tiếp nhận giáo dục. Con người mà được tiếp nhận giáo dục là một cái dạng người thượng lưu. Hiểu chưa? Giỡn đâu nghe. Quý vị biết xã hội người ta cho thượng lưu là giàu sang á, bản đồ sang trọng chưa chắc. Chưa chắc đâu. Ví dụ như nhìn giàu sang, bản đồ sang trọng đi xe xịn, người ta cho là thượng lưu đúng không? Vậy đó mà đi vô trong quán ăn, đồ ăn á, cầm cái tâm lên xỉa răng trước mặt bao nhiêu người ăn, ăn xong khạc nhổ tùm lum, thượng đó nè. Cái đó mà thượng gì? Nên rồi xong ăn xong nội mà cái tấm giấy lau miệng xong, giấy xong lau miệng nhùi lại liền vô đồ ăn dư, thượng nhiều thượng. Nó đồ ăn đồ uống thì vứt tứ tung lang tan, xương đồ liền tá lả âm binh, thượng gì mà thượng. Rồi xong ăn xong
cái vòi nước kế bên lỡ bắt đầu là xả nước ào 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 xúc miệng xong trùng 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 rồi bắt đầu là khọt lên thượng gì mà thượng. Cái hành động đó chỉ có tiền bạc vật chất thôi chứ làm gì mà thượng. Cái người á mà gọi là thượng lưu là gì? Cái nhân cách á, cái nhân cách của mình á. Ví dụ như các con á, là một đứa con gái đi, các con ngồi ăn cái gì điềm tĩnh đàng hoàng, cái đó là cái các con cần diện chứ có hiểu biết á. Tự nhiên thấy cái con nó tót cái vẻ đẹp lên đặc biệt lắm, tót cái vẻ đẹp đặc biệt lắm á. Chứ mà gặp mà các con mà kiểu mà bà làm đại làm càng ầm 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 ăn uống, người ta thấy mình nó mắc cái vẻ đẹp con gái, hiểu không? Đó là tại vì cái con ngoài xã hội cái con cần diễn cái đó đó, để chi người ta thấy mình, ta dễ tiếp nhận mình hơn, hiểu không? Còn các cô trong chùa mình thì những đứa nói thôi các cô đi tu không có cần ai mà để ý tới thằng chi, để rước về làm gì, nên thôi mình ở chùa cho nó yên thôi, các cô cứ ăn tự nhiên đi, cứ sống tự nhiên trong chùa mà cho cô mình tự nhiên chứ nó màu mè chi quý vị, nó màu mè mất công, ta để ý tới nó mất công khó tu, hiểu chưa? Nó nên những đứa nói mấy cô mình mấy cổ những đứa động viên hoài cố gắng tăng ký, biết chi chưa, khỏi ai nhìn thì tu luôn, không? Ngoài đời người ta trọng dáng dốc, như mấy cô mình mà bảy mấy tám chục ký mà bận đồ mà bó vô cả thôi nhìn giống mình là cái đòn bánh tét, ai mà để ý tới nữa, hiểu chưa? Nhưng mà bạn đồ lam thì người mập bạn đồ lam đẹp, nhưng mà ngoài đời bạn đồ bó thì nhìn kỳ, không? Nên những đứa nhìn vào cái vị trí mình ở trong chùa, các cô ăn được ngủ được mập mạp siêng năng vui vẻ là thấy mừng cho các cô rồi, nên chứ mình đâu có cần dáng dốc gì nữa đâu. Còn ngoài đời thì thôi tùy mình, nhưng mà được nghe gì để mình học được số nhân cách. Nhưng mà nói mà ốm quá cũng xấu nữa đó, ốm quá đi giống như ma rườm, đi giống như gió thổi mây bay, gió thổi mây bay ghê lắm, thấy không? Nên nó từ nơi đó mà đi đến chùa mình, những đức chú trọng con người phải ăn chay, phải coi ít gì cũng tròn trịa, có thịt thà, có mỡ, rồi có thịt, có da, da thịt mỡ đầy đủ, hiểu không? Nên nhớ các con, những điều những đức chia sẻ đó từ một cái chân thật mà như vậy đó mà nó thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời bất chợt luôn. Thành thật vậy đó mà sự nghiệp thành đạt bất chợt, lạ lắm, không ngờ luôn, tự nhiên người này lại là được ta giúp đỡ thành đạt, ngộ ghê. Chân thật, không có tham, cái gì của mình thì của mình, còn cái gì của người ta không có tham. Các con tập đi, rồi nhắc chỗ này hoài, nhắc quá trời luôn mà không chịu làm, uổng ghê, không chịu làm là rất là uổng. Với thêm cái nữa là mà nghinh nghinh với cha mẹ là kỳ lắm á nghe, tội dữ lắm. Nít mà nghinh nghinh với cha mẹ la tới nghinh 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 kinh kinh á, hoặc là la tới cái mặt quay là liếc liếc á nghe, liếc là ghê lắm á. Có con bé kia kìa, mẹ nó mới dẫn đến hồi chiều kìa, ở nhà mẹ la nó liếc một cái, quý vị ơi, tự nhiên cái nghiệp duyên đến lúc nó chỗ ra, tự nhiên nhỏ liếc qua mắt dính luôn quý vị. Tự liếc gì nè, cái gọi mặt gì luôn à, cái tự nhiên cái nó nói mẹ sao mắt con kỳ, mẹ mẹ sao kỳ con, sao vậy con, tự nhiên liếc gì dính luôn à, thấy chưa? Cái phước mà nó đã tổn rồi mà liếc cha mẹ cái nó dính luôn, ghê chưa? Rồi mẹ nó hỏi thầy giúp giùm con, như Đức nói giờ con niệm Phật đi, từ từ nó xả ra, mà từ hôm nay tuyệt đối không có liếc nữa, nghe chưa? Nó dạ thưa thầy, con tợn tới già không dám liếc nữa đâu, thấy chưa, ghê không? Nó nên á, có bé nào ở đây mà liếc cha mẹ không, la tới mà liếc rồi cái mỏ nhọn như con mũi vậy đó chu ra. Mà tập cái tính đó nghe, sau này chồng đánh cho mà biết, đánh cho mà phù mỏ, cái kiểu như mà ưa liếc da liếc mẹ chu mỏ, rồi về chồng nó nói tới là liếc chu mỏ, nó quýnh chứ làm sao. Cha mẹ thì thương nhưng mà chồng nó bực lên nó quýnh thiệt á, đừng có nói chuyện dẫn chơi. Nó hồi trưa mà đi với cái cô nó nói một câu, nó nói một câu rằng ở chồng con mà cẳng nhìn con cái là con sợ thầy à,
Thì nó nói đúng rồi, cô làm vậy thì cả đời cô cũng không bị đánh nữa, hiểu không? Còn bây giờ cô không sợ nó đánh cô đó, không sợ nó đánh cô đó, cho cô biết á. Mình làm vợ mình sợ chồng á, không có ai cười mình đâu, mà mình làm vợ mình hổn với chồng ta mới cười mình. Đừng có nói rằng xã hội phát triển á, mày ngu gì mày chịu thiệt chứ gì. Không, mình sẽ chịu cái thiệt thòi lớn hơn. Một là gì? Mất đi gia đình, hoặc là gia đình không hạnh phúc. Không? Mình hiền, mình dễ thương vậy đó, mà thấy vậy mà đi đâu đi cũng lết về. À, đàn ông mà đi ra ngoài bạn bè chút, mình về mình cứ cầu nhau hoài, giết nó đi luôn. Còn nếu như mình không nói gì chứ, coi chừng nó cũng bỏ mình luôn. Có khi mình thấy đi sớm về muộn, có những cái thấy bất thường, đừng có để cho nó vậy hoài, mà có khi ngồi lại mờ lại ngồi nói chuyện, phân tách thiệt kỹ cho nghe. Mình là người được tiếp nhận giáo dục rồi, mình phải có khả năng vậy đó, chứ không phải rằng bỏ phế đại. Có khi cái chuyện gia đình mà bỏ phế quá, giết người ta thấy mình không còn thương người ta, giống như mình không thương người ta nữa, thấy không? Nên ít gì mình cũng phải có sự quan tâm, quan tâm hỏi han một chút, giống như sợ mắt nhau một chút đi. Dù là thấy giống như bị ràng buộc, nhưng mà người ta thấy vui lắm, vì sợ mắt người ta nên người ta thấy rằng là mình thương người ta. Còn ví dụ như người ta đi sớm về muộn, mình không cần hỏi han đến, người ta nói chắc mình không có thương người ta nữa, trong lòng người ta bị chống vắng quý vị. Nên từ nơi đó mà người ta buồn tẻ quá, người ta đi tìm cái tình cảm mới. Lâu ngày rồi nó xa luôn, và chuyện vợ chồng nó bị xa nhau luôn vậy, hiểu không? Có một vị này nói một câu như Đức nghe nè: ông giảng thì ông giảng đi, thì sao ông ưa giảng cái chuyện vợ chồng người ta quá? Nó à, kệ nó đi, có nhiều người người ta nói được lợi ích thì cứ nói đại thôi, hiểu không? Thật sự quý vị nghe những điều này, có khi bất chợt quý vị lại chịu nghe. Mà bất chợt quý vị thầy thấy rằng: ô vậy là con có lỗi lầm hả thầy? Do gì cũng việc kiếm tiền lo cuộc sống gia đình, mà tự nhiên cái chuyện mà con có biết hiểu biết cái chuyện, con nghĩ là đã vợ chồng rồi, bây giờ nghe thầy nhắc lại con mới hiểu, thì ra là chuyện vợ chồng có vấn đề là do chính bản thân của chúng con không biết bồi dưỡng cái hạnh phúc gia đình, mà khi có tiền lại đổ vỡ cái tình cảm gia đình. Sự mất mát còn nhiều hơn là cái có, hiểu không? Hãy nhận thức đi quý vị. Ngày xưa cái Ấn Tổ còn tại thế, ngài nói về những chuyện này nhiều lắm, ngài dạy kỹ lắm. Có nhiều người cũng nói Ấn Tổ này kia, Ấn Tổ nói kệ, lợi ích cho người ta là tốt rồi. Có nhiều người ta nói mình: ông thầy sao nhiều chuyện nhiều điều cứ mặc kệ, người ta lợi ích là được rồi. Một ngày nào cái miệng này cũng ngậm mãi thiên thu, bây giờ nó còn cử động được, cố gắng làm một hai điều, nói một hai câu lợi ích cho người ta. Những người ta lợi ích thì người ta cảm ơn, mà những người người ta không cần thì thôi, hiểu không? Mình có tâm lợi ích là tốt rồi. Sống trong cuộc đời này biết sao mà vừa lòng người, quý vị. Những Đức nghĩ rằng là những buổi chia sẻ những Đức mới bị về đây nghe đông, chắc chắn là quý vị nghe có lợi ích á, nên thì mới về đây, chứ không lợi ích gì về đây làm gì. Nó mấy đứa nhỏ nhỏ này sau này nè, nó dụ như giờ như Đức nói gì có nhiều đứa nó tiếp nhận được thì lợi ích luôn, nhưng mà nó không tiếp nhận sau này nó nhớ lại, vì chờ xem nhớ lại. Thì ra thầy dạy hồi xưa mà không nghe, tham lam này kia đồ, cuối cùng bây giờ mới biết được là cái quả báo đến với mình ghê quá. Nên những Đức nhắc á, cái chuyện mà cha mẹ mà la đến mà cầm điện thoại mà dậm chân dậm cẳng, hoặc là kêu ăn cơm nấu sẵn bưng để trên bàn, mà kêu tới ăn cơm bằng điện thoại im gu: nè con ăn cơm nè con, im gu: nè con ăn cơm nè con, quay lại để nó đi, kêu hoài. Ôi, cái câu này nó tội lỗi, đừng có nói nữa, nó quá tội lỗi luôn. Không biết đây là cái giống gì đây, chắc cái giống chó sói quá. Sao mà hổn dữ vậy, ngồi bấm điện thoại mà mẹ nấu cơm dọn ra bàn rồi mà kêu mà còn chầu chờ chầu chực, ăn xong rồi buông ra cái đi cầm điện thoại bấm nữa. Quý vị coi cái con người như vậy thì sau này nên thăng cái gì quý vị? Rồi lúc mà mẹ cha chết đi là hả cái miệng ra khóc,
lúc cha mẹ còn thì không chịu để làm những việc gì đối với cha mẹ. Có khi cha mẹ mình bốn mấy năm mươi tuổi mà biết đâu chết bất tử thì sao? Lúc đó mình thấy hối hận, biết gì ước gì cha mẹ còn sống. Mình phải làm cái gì đối với cha mẹ, nhớ lại khóc đau lòng. Hồi xưa mẹ còn sống bưng cơm cho con ăn, con lại không chăn quý. Bây giờ mẹ chết rồi, không ai nấu cơm cho con ăn nữa. Ước gì mẹ còn sống con sẽ nấu cho mẹ ăn. Hổn lắm mấy đứa vậy, nó hổn lắm mấy cái đứa mà mua điện thoại cho nó chơi. Rồi xong rồi, cầm điện thoại mà nấu cơm bưng tới bàn để mà kêu ăn mà chầu chờ chầu chực, tội lỗi này lớn dữ lắm. Sau này cái quả báo cái chầu chờ chầu chực chồng, đối với cha mẹ thì không chầu chờ chầu chực mà đi chầu chờ chầu chực chồng. Lo từng chút cho nó, sợ mắt nó. Nấu ăn phải canh làm sao nấu cho ngon để cho nó ăn. Có khi nó còn chữ. Nó vậy nó ghê lắm, vì cái quả báo nó quay vòng vòng ghê lắm. Nên mấy đứa nhỏ nhỏ ở đây các con đa phần bây giờ thích cái ghiền điện thoại. Nếu mà nghe lời những đức nó giảm tối đa cái chuyện ghiền điện thoại, các con sẽ có kết quả rất là lớn. Kết quả lớn dữ lắm. Cha mẹ của các cháu cũng muốn các cháu vậy mà. Thực sự là muốn các cháu vậy á. Nên chùa mình là một cái sân chơi cho các cháu lành mạnh. Mỗi tuần thứ bảy cố gắng sắp xếp cho các cháu đến sớm sớm một chút để các cháu được chơi. Mấy xe điện nè, chơi này chơi kia, các cháu nó cũng được vui, giao lưu với bạn bè. Thấy không? Có hai đứa bé nhỏ xíu xíu ấm như ấm nhắc, thằng trai đứa con gái, tuần nào cũng đến đây. Mà đến đây nó ra ngoài kia nó ngồi mà nó hẹn gặp nhau ở trong chùa, chứ không phải là ở đây nó nghe những đức giảng. Xong quý thầy hỏi, ủa sao con các con vô đây mà sao con lúc nào ra đây ngồi không? Nó là hai đứa con yêu nhau. Hỏi nhiêu tuổi rồi? Dạ 12 tuổi. Con nhỏ nó ôm tông ôm teo, cái mặt như con mèo. Cái thằng thì si cà mèo, cái gương mặt như con heo. Cái kỳ cục ghê á. Vậy mà hai đứa nó ngồi tù ti tú tí nói chuyện, mấy thầy bắt được, cái thầy hỏi nên kêu bữa nay vô đây ngồi, phải tách hai đứa ra. Thấy không? Mình phải tiếp nhận giáo dục thì mình mới có tương lai về sau. Mới 12 tuổi à. Nít bây giờ nó ghê thiệt. Đúng là nít bây giờ là nít khỉ. Mà lành thấy ghê. Hiểu không? Bây giờ lo học đàng hoàng. Cái tuổi còn nhỏ nhỏ vậy đó, cái tuổi nó đang phát triển. Mà tự nhiên yêu thương sớm là nó xấu luôn. Nhà Đức thấy mấy cái cô sồn sồn đây, có nhiều khi mấy cô này còn đẹp hơn con gái. Đẹp con gái của mình ngộ ghê. Tại sao mấy cô biết không? Mấy cô đã cỡ mở tâm tư, an lạc, giết bà nào bà nấy, mặt mày tròn vo. Khen bà phải. Nhưng bà chuyển, bà lớn tuổi mà bà trẻ chứ. Cừ tối ngày à. Ví dụ như con mình nó ngộ lắm quý vị, mình thương nó thiệt, nhưng mà làm chi khi nó lớn lên á, cái tông của nó đi vô chùa nó chưa có phù hợp làm sao. Còn quý vị là cái tông quý vị vô chùa quý vị thích. Nên quý vị nghe những đức nói chuyện mặt tươi rói thấy không? Nó giống như bé Ngọc con cô chuyển, nó mặt nó không tươi bằng cô. Nó càng ngày càng lớn lên nó không thích những đức bằng ngày xưa khóc còn nhỏ. Nó thích ra nó nghĩ rằng nó phải đi chơi cùng bạn bè nó, rồi cùng trang lứa với nó, cùng tuổi với nó thích hơn. Còn thầy thì nói mấy cái chuyện con thấy cổ lũ sĩ mà. Con đừng có mấy đứa đừng có xem thường mấy cái điều này. Mấy cái điều này để giúp cho các con sau này các con gặp chúng bạn, các con có được cái năng lượng, có được cái tố chất nói chuyện với người ta đó chàng. Chứ đâu phải những đứa kêu các con đi vô đây các con ở đây tu luôn đâu. Mà các con nên học một chút về đạo đức, tư tưởng, để sau này các con đi đâu, các con giao tiếp với bạn bè, các con có lời nói, biết nói chuyện. Tuy là cái xã hội phát triển, nhưng các con đừng có nghĩ rằng đứng đâu cũng nhún nhảy đó là hay. Xã hội phát triển nhưng đạo đức nó còn phát triển hơn nữa, càng đạo đức hơn nữa. Khi con người có đạo đức rồi, bạn nào cũng phái mình chứ nha. Tuy nó là bạn ăn chơi nhưng nó phái cái đứa có đạo đức, cái đứa có nhân cách, nó phái hơn.
Các con đi hỏi mấy thằng ăn dơ nó không nghe đạo đi, vậy mà nó cưới vợ là nó muốn cưới cái đứa đàng hoàng. Còn cái đứa không đàng hoàng nó không có cưới, nó ngộ vậy đó. Vậy thì cái gọi là cái chân thật và đạo đức nó là một cái tố chất của một con người ở cái cõi đời này rồi. Nên cái việc này các con đừng có chê nó xưa. Những đứa cũng sống nay lắm chứ không có sống cái kiểu mà thụt lùi đâu. Con người những đứa sống phong phú lắm á. Đi tu lại tu nhưng con người rất là phong phú luôn á. Biết xài, biết đúng nơi đúng chỗ, biết nói chuyện vui, ngồi ăn uống rồi với các cô, các chú, các thầy, ai cũng thích những đứa chứ. Tại vì sao? Những người những đứa rất là phong phú. Nó không có bị văn tự chết cứng buộc ràng đâu, không có bị đâu. À, những đứa không có bị cái văn tự chết cứng buộc ràng buộc mình để mà mình nặng nề đâu. Những đức là cái lối sống, những đức là gì này các con? Dù những đức có một tư tưởng đó, làm việc đó như vậy như vậy, nhưng những đức sẽ không bao giờ vì cái việc đó để làm mình nặng nề. Không, không có làm gì. Duyên là những đức đã làm à, chứ những đức không có phải vì cái việc đó để lo âu bận tâm nặng nề. Không, nặng nề sẽ không làm được việc đó. Nên những đức khuyên quý vị có một cái nguyện gì, có làm cái gì, nhưng mà có duyên thì làm. Còn nếu không, mỗi ngày quý vị cứ giữ trạng thái sống cho nó tuyệt vời, cho nó đặc biệt, cho nó vui. Đó. Vui là một sự nghiệp lớn nhất của đời người. Người có sự nghiệp tiền bạc bằng chắc danh nhưng không vui. Những đức hỏi quý vị nè, quý vị vui vẻ an lạc và sự nghiệp lớn mà buồn? Những đức nó bảo đảm người khờ cũng chọn là vui nữa. Đó. Nhưng mà những đức dạy các con nghe, các con có sự nghiệp mà các con còn vui luôn á. Vừa có sự nghiệp mà vừa vui luôn, và được nhiều người ngưỡng mộ nữa. Trời ơi, cái gì cũng có, ngon quá trời ngon luôn, sao mà không hộ. Hiểu không? À, bây giờ tất cả các cô đi đến đây, các cô thấy các cô vui rõ ràng còn gì. Vui rõ ràng luôn. Từ khi mà các cô biết những đức tới giờ, phải các cô vui nhiều hơn ngày xưa không? Vui nhiều ngày xưa. Rất là nhiều người ta gặp như đức ta nói vậy mà. Mà bà già mới còn nói, mà bà già mới run run mới gặp như đức mà nắm tay nói: "Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Từ khi biết thầy tới bây giờ là vui 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 lắm thầy ơi." Khòm xuống nhìn cái mặt chút coi thầy ơi. Trời bà quý thương mình mà bà vậy đó nghe. À, ta quý thương mình đó. À, nên các con biết rằng những đức trình độ gì đâu. Mà bây giờ những đức chạy xe đạp vòng vòng, có nhiều người ta gặp những đức này, người ta gặp nhiều chiều, những đức gặp cái cô đó, cô đó nói: "Ôi trời, ôi trời, coi tivi không bao giờ mới thấy tặng mặt đó nghe." Ồ, lỡ nhìn chút coi, lỡ nhìn chút coi. Người ta thích quá quý vị. Giống như người ta coi tivi hoài vậy đó, mà giờ người ta gặp mình, người ta thích vậy đó. Mà mình thấy, trời ơi, mình thấy sao mà Phật Pháp cho mình được gì vậy. Trong khi ngày xưa người ta gặp mình, người ta sợ muốn chết. Hiểu không? Các con nhận không? Ý những đứa muốn nói là Phật Pháp cho mình được cái lối sống gì này các con. Rồi mỗi tuần lại về đây được sinh nhật nữa, tặng quà nữa. Ồ, ngoài đời sinh nhật những đứa còn chưa làm được sinh nhật của ai. Năm nay mà Du Lan ngay 24 tháng 9 ngày sinh những đứa là 24 tháng 9 ngay Du Lan luôn. Nên từ nào đó các con biết rằng mình nó nhờ đi tu mà mình làm được nhiều cái chương trình. Ở đây là 10 người sinh nhật luôn. Thấy không? Ở ngoài đời mà mình làm gì làm sinh nhật cho người ta. Mà thật sự mà nói cái sinh nhật ở trong chùa mà nó hạnh phúc gì đâu. Được niệm 10 câu Phật hiệu mà niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Mà niệm tới 10 câu là mà phước sanh biết nhiêu, nói không? Tưởng nhớ tới cha mẹ mình hồi hướng. Quá đặc biệt luôn, thấy không? Nhà Đức từng nói rằng sinh nhật là không phải để đòi quà, mà là sinh nhật để tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ. Gọi là tưởng nhớ ông bà cha mẹ là tưởng nhớ nguồn gốc, nghe chưa? Tưởng nhớ nguồn gốc á. Già cả gì cũng vậy, ngày sinh nhật cứ là giữ cái lớp sinh nhật này. Sinh nhật của chúng ta ở chùa gọi là sinh nhật bình đẳng. Già trẻ gì cũng bình đẳng. Một con heo, một cái máy niệm Phật. Đúng không? Những đức mong làm sao các cháu nhỏ này nè, toàn là các cháu mà biết tích lũy phước. Dù là 1.500 đồng nhưng mà các con khi ấy con tiền trong con heo ra, các con gửi cho cha mẹ các con. À, sắp sửa con tới mùa học rồi, con phụ mẹ cha một chút nè. Ôi, một lời nói này phước biết bao nhiêu mà nói.
Cha mẹ không phải cần số tiền đó đâu, mà cha mẹ vui khi có một đứa con có được đạo đức, có được sự hiếu, mừng dữ lắm luôn, không có giỡn đâu nghe. Nên chúng ta sống trong cuộc đời này, quý vị, mình mà biết nhau mà mình sống vui gì thì hạnh phúc nào bằng hạnh phúc này. Từ hôm nay chúng ta không có sống buồn nữa đâu. Con nói nó nghe, nghe không nghe thôi, mình không có buồn nặng nề chứ cho nó mệt. Đừng có buồn nữa nghe. Cô Diệu Sư ngày xưa cô đeo thôi bé na, cô đâu có đẹp như bây giờ đâu. Cô nghe những đứa nói với bây giờ cô hiểu, cô buông nó ra. Có những đứa con mình còn nhỏ, mình chỉ cần buông tay nó ra là nó chạy theo mình, mẹ. Vậy mà bây giờ nó lớn lên mười mấy tuổi, bị đeo cho nó, bị lo cho nó không chịu đó. Mình thì mình lo cho nó, mình sợ nó gì nãy kia, nó nói ủa sợ gì, đừng có đeo theo con nữa, đừng có đi theo con nữa, để cho con thoải mái đi, hay không? Nó lớn lên chút nó nói câu thoải mái đó. Ôi quý vị không biết thoải mái hả? Dạy ghê. Tự nhiên bản thân mình không chịu để mình thoải mái, người ta đã không cần mình nữa rồi, mà mình đeo đẳng theo người ta làm chi? Quý vị đừng có làm cha làm mẹ mà nó đi bằng đêm á, bắt đầu là ngủ không được, đừng có ngủ không được, đêm nó ngủ không được rồi quý vị giải quyết nó luôn, là nó về xong á lấy cây gõ vô chân nó cho nó biết, rồi một lần này về sau mà như vậy nữa là không có được đó nghe, giải quyết vậy đi. Tự nhiên cứ để cho nó đi, nói nó không được, đã nói nó không được rồi mà vậy mà nằm nhà ngủ không được chi à, làm gì chi à, đã nói nó không được rồi đừng có nói nữa. Nó đã đủ lông đủ cánh, nó lớn rồi, nói nó không được nữa đừng có nói nó nữa. Quý vị làm cha làm mẹ đã cực với nó nhiều rồi, đừng có làm cho con tổn phước nữa, đừng có làm cho con mình tổn phước thêm nữa. Quý vị mà ngủ không được gì nó tổn phước lớn lắm. Quý vị lo gầu gì nó sẽ tổn phước rất là lớn luôn. Đứa con này càng ngày càng tệ. Quý vị đã nói không được rồi con à, mẹ cha đã sanh con nuôi con tới bây giờ, mà bây giờ tuổi này thôi mà con mẹ đã nói không được con rồi, trong lòng mẹ buồn lắm, nhưng mà từ hôm nay thôi mẹ không muốn nói con nữa đâu, chắc là mẹ nói con không được, mẹ nuôi con hết lòng bây giờ mẹ nói con không được đúng không, được rồi mẹ không muốn nói con nữa đâu. Nó mình nói một câu vậy mà nó có khi còn thấm ý hơn nữa, hơn là quý vị cứ là cầu nhau hoài, cứ là nó đi cái ở nhà nói này nói kia, nói tào lao bác xế, nói về cái hỏi ăn cơm chưa, để mẹ dọn cơm cho ăn nghe. Nhất là con mẹ mà lo cho con trai á, trời ơi, nhất là mấy người làm mẹ mà thương con trai là thương lạ kỳ lắm, là nó mà đi đâu là ở nhà lo, là ở đầu chữ khơ vậy đó. Vậy mà nó vô tới nhà cái hỏi con cơm chưa, nó đầu lợ thương lắm nghe, thương đồ con trai mà, thấy chưa? Đó là cách làm cho con tổn phước đó. Mình làm cha làm mẹ mình quyết định mình nói thẳng cho con nghe những điều mình không vừa lòng không vừa ý, con mình nó không chịu nghe mình thì lúc đó bản thân mình nên quyết định cho nó mạnh mẽ một chút, nhưng mà luôn luôn phải giữ trạng thái của mình, đừng có nên khổ chi nữa, đã sanh khổ nuôi khổ mà bây giờ nói không được khổ nữa chi à, hả? Nói không được vô đây tu, cho nhà nó muốn làm nó làm đi. Nó không được nó nữa mà, hiểu không? Nó nên tại sao mà mấy cô đến đây mà tại sao mà mặt mày càng ngày càng đẹp, là tại vì mấy cô được cởi mở tâm tư, không cần trang điểm mà da mặt cũng đẹp. Nên mấy bé nhỏ nhỏ này nghe vậy đó, cái quan trọng nít ở đây nhiêu nè, còn người lớn nhiều quá, chúng ta nên bổ sung cho người lớn này, chứ không phải mình những đức, mà quý vị ai cũng là có trách nhiệm làm như những đức hướng dẫn quý vị vậy đó, để cho con cái nó được nhờ quý vị biết cách à. Nhớ nè, khi bị vui bị an lạc người ta sợ quý vị lắm, 100% luôn. Khi bị buồn bị rầu rĩ là tiêu cực, không ai sợ quý vị chứ. Có người khi buồn khi tiêu cực là quý vị đang hết thờ, có người mà mỗi ngày cứ buồn buồn rầu hoài là hết thờ đó. Còn có người mà đang hưng thờ là gì biết không? Đang hưng thờ là cái người này thường vui lắm, họ rất là tự tại, họ vui rồi họ giải quyết vấn đề gì cũng rất là mau, cái gì họ giải quyết cũng mau chứ. Tự nhiên á,
cái người mà tự nhiên họ tiêu cực, họ nghe cái gì chết chóc cái họ khóc, họ la, họ rên, họ rỉ. Cái người mà họ hưng thờ là có phước, có chí á, là tự nhiên họ nghe gì chết, họ nói à, chết thì phải chết thôi, ai cũng phải chết. Cái nguyên lý nó đã là như vậy rồi. Niệm một câu ai về đạo Phật giúp cho người ta chết thì phải đi thiêu, phải chôn thôi. Rồi tôi cũng chôn, tôi cũng đi thiêu thôi, sớm muộn cũng vậy thôi. Không? Người mà có phước là giải quyết vấn đề rất là nhanh luôn. À, nên bất cứ chuyện gì giải quyết cũng nhanh. Còn đứa con mình nó lớn lên, nó quen thằng bạn trai mình, nói mình không vừa ý, nó nói con thích. À được, con thích mà, đúng không? Con thích đúng không? À được, con thích. Nhớ nghe, con thích nghe. Mẹ đã nói không được mà con thích nghe. Rồi vậy thì con cứ thích. Xong rồi đó, thoải mái ghê không? Còn nếu như mình canh nó, mình sợ nó bị này bị kia, mình sợ nó ra đường nó bị này nọ, gái rồi lớn rồi, ở cấp còn nhỏ thì lo nó đi té dắp té. Bây giờ nó lớn rồi thì sợ nó ra đường nó gặp mấy thằng trai làm này làm kia, nó cũng sợ nữa. Sợ cũng không được nữa. Nó không có thích cái chỗ sợ đó của quý vị đâu. Hiểu chưa? Nó không có thích quý vị sợ nó bị như vậy đâu. Cái tuổi trẻ bây giờ nó không có sợ cái đó đâu. Quý vị đừng có sợ giùm nó làm chi, khổ lắm. Hiểu không? Tự nhiên đi sợ cái chuyện của người ta. Người ta thích như vậy mà đi sợ. Nó nói ngược ra, nói làm gì phải sợ mẹ. Bây giờ cái đó bình thường lắm. Làm gì sợ bà quê còn hơn cái gì nữa. Tôi không sợ cho tôi mà bà sợ cho tôi làm gì. Thấy chưa? Khổ quý vị không? Sao quý vị dạy với vậy? Đi làm người khổ gì chi à? Cái này là cái từ xưa tới nay ông bà cha mẹ chúng ta đã khổ gì con cháu gì đó. Đời chúng ta học Phật đừng có đi khổ gì. Nó nên là nó nên, nó hư là nó hư. Nó mà hư rồi, vì có nhốt trong nhà nó cũng hư. Còn nó mà nên, nó bị có xả nó ngoài đường nó cũng không hư. Cho vị biết đó. À, nên con người ta cần là được dạy, dạy xong rồi con người ta nên hư gì do chuyện của người ta. Quý vị đâu phải là bỏ bê không dạy đâu mà thiếu trách nhiệm. Dạy rồi. Nên những đức khuyên tất cả những người làm ông bà cha mẹ nên sống an lạc, nên sống tự tại. Đó, quá đặc biệt. Giờ nè, đọc tên mấy người sinh nhật nè. Nguyễn Diệp Như Ý 6 tuổi, Dương Thị Chiếu hay Chiều vậy đó 48 tuổi, Nguyễn Thị Mỹ Hà 20 tuổi, Phan Thị Ngọc Tiết 23 tuổi, Hồ Ngọc Nhi 24 tuổi, Phạm Hồng Văn 10 tuổi, Lê Thị Tuyết 40 tuổi, Lê Di Anh 10 tuổi, Lê Thị Toản 45 tuổi, Đỗ Thế Tho 55 tuổi. Không, chùa mình từ từ sinh nhật thấy hấp dẫn, càng ngày càng đông. Bây giờ vừa đặt 100 con heo nữa. Heo ơi heo. Rồi các cô chuẩn bị bánh nghe. Bữa nay cái bánh này ngon lắm nghe. Ồ bánh ngon lắm. Dạ nó nghe. Bánh. Bây giờ nè, sinh nhật nè các con. Con nhớ món quà này là cái máy niệm Phật đặc biệt nhất nè. Đi đâu cũng đeo máy niệm Phật. Chùa chúng ta làm bao nhiêu chuyện được là nhờ niệm Phật đó các con. Các con niệm Phật sẽ thông minh nghe. Rồi niệm Phật sẽ dễ thương. Như những đức, các con thấy dễ thương mà nhờ niệm Phật đó. Cử gì? Dễ thương, nó dễ thương cử gì? Thấy không? Đây nè. Đây, tặng con nè. Thấy không? Đó, món quà heo dễ thương quá. Nha, ngoan nghe, đứng ra đi. Đây. Đây. Kéo chết lại dùng. Đây, ai giờ đâu Phật. Mấy cháu mà vô đây sinh nhật là không cần tốn tiền cha mẹ gì hết luôn. Mà còn có phước nữa nghe chưa? Cầm thêm. Hai. Đây. Còn ai không? Này con. Gì con? Nước sau lưng quay tới quay lui hoài. Rồi bây giờ chúng ta niệm 10 câu Phật hiệu nè. À, để hồi hướng cho cha mẹ mình còn sống hay đã mất nghe. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chùa chúng ta mỗi tuần thứ bảy lớp đạo làm con xong lúc nào cũng có lễ phóng sanh hay lắm đó nghe. Tất cả các cháu nhỏ này sau này người ta có phước lắm nè, cháu nào cũng ngoan, cháu nào cũng dễ thương hết á. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả các cháu nhỏ này ai cũng là dễ thương, ngoan, biết nghe lời cha mẹ nè. Mấy đứa mà có bệnh hoạn chút đỉnh đồ để đến chùa mình từ từ khỏe hết à, nhờ cái phước báo đó đó. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức niệm Phật nè, rồi cái công đức nghe chia sẻ lớp đạo làm con, rồi công đức phóng sanh, nguyện hồi hướng cầu an, cảm ơn hòa thượng xây chùa chúng ta mới có về chỗ về đây thì mình tu học, rồi nguyện cầu an cho ông bà cha mẹ của các cháu và các cháu luôn, gia đình được bình yên hạnh phúc vui vẻ. Và chúng ta đem công đức này nguyện cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và các cháu thai về nghiệp phá thai, ví dụ như mẹ đồ đi đến đây nè mà lỡ mẹ có từng phá thai hoặc là đã từng sảy thai thì chúng ta nguyện đem công đức này để hồi hướng cho các cháu nghe. Các cháu ở lại chùa, ở chùa đi mỗi ngày được cúng thí thực rồi nghe những đức giảng pháp vui lắm, rồi hồi hướng cho tất cả những người mắc cho được siêu thoát đều hưởng cái công đức này mà thần thức sáng suốt biết niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đọc Tam Quy Y xong rồi mình thả mấy con chim, các con nhớ nè, con ruồi, con muỗi, con kiến không được giết nghe. Mình mà giết nó thì nó đau cũng như mình bị đau vậy đó. Mình bị chày tay chày chân mình đau, mình quýnh nó cũng đau. Nên mình thương con vật là mình sẽ được có phước. Bây giờ chúng ta đọc Tam Quy Y này các con. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vàng sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vàng sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vàng sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay để thả chim này các con. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc đại chúng luôn luôn an lạc vui vẻ nha. Di Đà Phật.